Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu quy trình xử lý đơn hàng đa sàn của bestseller ạ. Và trước hết chúng ta đi vào ưu điểm của việc quản lý đơn hàng trên bestseller nhé. Thứ nhất là bạn có thể quản lý đơn hàng đa sàn đa shop trên một giao diện màn hình rất là tiện lợi. Thứ hai, khi bạn đồng thời sử dụng tính năng tồn kho của và xử lý đơn hàng trên bestseller, hệ thống sẽ tự động khóa và trừ tồn kho và từ đó bạn có thể giám sát số lượng tồn kho thực tế. Thứ ba, xử lý đơn hàng tập trung trên bestseller, bạn có thể ưu hóa quy trình xử lý đơn hàng và có thể chọn in phiếu giao hàng kèm thông tin nhập hàng, cũng có thể chọn in phiếu xuất hàng hoặc phiếu giao hàng theo nhu cầu cá nhân nhé. Và hiện tại bestseller có thể xử lý đơn hàng ở các sàn thương mại điện tử như là TikTok Shop, Shopee, Lazada, Shopify, Tiki, Sendo và WooCommerce. Và bạn có thể vào phần này cài đặt. Bây giờ chúng ta đi vào giao diện xử lý đơn hàng. Và xử lý đơn hàng trên bestseller trải qua 4 công đoạn, đó là chuẩn bị hàng, in phiếu, đánh dấu đã in và theo dõi đơn hàng bạn nhé. Chúng ta đi vào giao diện đơn hàng và nhìn thấy những trạng thái đơn hàng này. Những đơn hàng mới ở sàn sẽ được đồng bộ về bestseller và về trạng thái chờ xử lý. Bạn lưu ý là đối với gian hàng Shopee thì nếu mà bạn lần đầu kết nối shop thì đơn hàng sẽ đồng bộ với bestseller và chỉ đồng bộ được đơn hàng trong 14 ngày gần nhất. Còn Lazada thì xem được đơn hàng trong vòng 30 ngày gần nhất nhé. Ở tất cả các đơn trong tất cả các trạng thái và trong vòng 90 ngày, trạng thái chưa xử lý là bao gồm tất cả các đơn hàng mới và chưa được xử lý trên bestseller bạn nhé. Tại trạng thái này thì chúng ta có thể chuẩn bị hàng cho từng đơn hàng hoặc là chuẩn bị hàng cho hàng loạt đơn hàng. Ví dụ như là đơn hàng này mình bấm vào biểu tượng này là chuẩn bị hàng cho một đơn hàng và có thể bấm nhiều đơn hàng và bấm vào chuẩn bị hàng ở đây thì có thể là chuẩn bị cho hàng loạt được nhé. Sau khi bấm chuẩn bị hàng thì đơn hàng được chuẩn bị thành công nhé. Và ngoài ra đối với trạng thái chờ xử lý này thì chúng ta có thể là in phiếu giao hàng đối với một số đơn vị vận chuyển bạn nhé. Ví dụ như là đơn hàng này mình có thể là in được phiếu phiếu giao hàng thì mình có thể là bấm vào in hàng loạt đây. Bạn chọn in phiếu giao hàng hoặc là in phiếu xuất hàng tùy bạn nhé. Hoặc là drop off thì khi bấm chuẩn bị hàng, hệ thống sẽ hiện ra một trang riêng để chúng ta chọn ngày và thời gian lấy hàng cho từng đơn vị vận chuyển và sau khi chọn xong thì bấm lưu và sắp xếp giao hàng, đơn hàng sẽ chuyển sang mục chờ in luôn nhé. To pet, packing, pet fail hoặc là hết hàng nhé. Và packing ở đây có nghĩa là nếu mà bạn xử lý lượng đơn hàng lớn, lớn nhất khoảng một ngàn đơn hàng thì có thể sẽ vào trạng thái này, tức là đang trong quá trình chuẩn bị hàng bạn nhé. Và chuẩn bị thất bại thì đơn hàng sẽ vào trạng thái pet fail hoặc là hết hàng. Và một pet fail thường là do lỗi của hệ thống của nền tảng nhé. Ví dụ như là nền tảng chưa điều phối đơn vị vận chuyển hoặc là thời gian xử lý hàng quá hạn. Không phải hai trường hợp này thì sẽ hiện ra báo lỗi và bạn dựa vào nội dung báo lỗi để sửa là được. Khi mà đơn hàng vào mục hết hàng thì có nghĩa là thường là do lỗi về tồn kho chỉ dành cho shop đã dùng tính năng tồn kho của bestseller bạn nhé. Và nếu mà shop không sử dụng tính năng tồn kho của bestseller thì shop sẽ không thể thấy được mục này. Vì thế, chúng ta cần phải dựa vào từng nguyên nhân thất bại để sắp xếp lại đơn hàng. Các bạn có thể tạo phiếu nhập kho để tăng số lượng tồn kho, rồi quay về giao diện này bấm tải lại tồn kho là được. Tải lại tồn kho thì đơn hàng sẽ vào mục To Pack. Chờ in này thì sau khi đơn hàng chuẩn bị hàng thành công sẽ vào mục chờ in để mà bạn in phiếu và đóng gói. Và tại mục chờ in là nơi để mà shop có thể in các loại phiếu như phiếu giao hàng hoặc là phiếu xuất hàng. Bạn có thể là lọc sang thương mại điện tử, ví dụ mình chọn đơn hàng thủ công rồi lại giao hàng tất cả rồi kho vận chuyển. Sau đó là bạn lưu đã lọc nhé. Khi nào xử lý in đơn xong và bạn tắt giao diện này thì khi vào lại trạng thái lọc đơn hàng, vận chuyển này vẫn được lưu và bạn không cần lọc lại nhé. Chọn phiếu này rồi chọn in phiếu giao hàng nhé, sẽ hiện ra một trang riêng.
Là thế này, bạn có thể là in phiếu giao hàng thường hoặc là in tốc độ cao tự động. Và nếu mà bạn chọn in tốc độ cao tự động thì bạn cần phải tải về tiện ích in ở đây nhé. Bạn có thể là cài đặt in. Bạn chọn in phiếu giao hàng rồi lại bật tính năng in tự động tốc độ cao. In tự động tốc độ cao hỗ trợ in đa sàn, đa shop, đa đơn vị vận chuyển. Bạn có thể vào cài đặt, chọn cài đặt in, chọn in phiếu giao hàng, phương pháp in mặc định, chọn in tự động tốc độ cao như thế này nhá. Và bạn lưu ý là trước khi in phiếu giao hàng thì cần phải mở tiện ích in nhá. Bây giờ mình thao tác cho các bạn xem. In một một đơn hàng, bấm vào in phiếu giao hàng. Mình in thường thôi. Bắt đầu in. Bạn lưu ý là cần phải đánh dấu đã in nhé, để phân biệt các đơn hàng khi các đơn hàng này cũng nằm trong mục chơi. Và Bixseller có thể hỗ trợ cho bạn cách hiển thị các ký hiệu với màu sắc khác nhau, giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Bây giờ mình đi vào thao tác nhé. Chọn cài đặt, cài đặt đơn hàng, cài đặt ký hiệu. Rồi bạn có thể là thêm ký hiệu, ví dụ như là đơn ảo bạn nhé, hoặc là đơn test. Chọn mình bây giờ mình có thể chọn màu. Rồi bấm ghi chú. Đồng ý nhá. Mình vào xử lý đơn hàng. Ở mục chờ xử lý hoặc là chờ in đều có thể là thêm ký hiệu. Ví dụ chờ xử lý chẳng hạn, thì bạn có thể là chọn đơn hàng này rồi lại là thêm ký hiệu nhé. Đơn test vừa rồi đấy, mình đồng ý có ký hiệu này là màu nâu, và vừa rồi mình vừa mới thêm màu đấy ạ. Thì bestseller cũng có thể hỗ trợ tùy chỉnh phiếu giao hàng, và đây là một trong những tính năng nổi bật của bestseller ạ. Bạn tùy vào nhu cầu của mình để mà chọn thông tin được hiển thị trên phiếu giao hàng. Bạn có thể vào cài đặt, chọn cài đặt vận chuyển, chọn cài đặt vận chuyển và phiếu giao hàng. Mình chọn Shopee nhé, và chọn khu vực là Việt Nam bạn nhé, ví dụ như là Best Express. Mình bấm vào nút chỉnh sửa, chọn sửa. Đây là mẫu tùy chỉnh phiếu giao hàng. Bạn có thể là thông tin hoặc là ID đơn hàng, logo. Sau đó là bạn bấm đồng ý. Trở về lại giao diện xử lý đơn hàng bạn nhé. Phiếu giao hàng vào đóng gói xong thì có thể giao cho shipper, và khi shipper quét kiện hàng và hệ thống đã kiểm soát có thông tin lịch trình vận chuyển thì đơn sẽ tự động chuyển sang đang giao hàng nhé. Và đơn hàng ở mục chờ in có tính năng quét giao hàng, quét kiểm hàng và quét để in. Ba tính năng này có thể tránh việc sót hàng, nhầm hàng và trùng hàng nhé. Ví dụ như là mình chọn cái mã này rồi vào quét giao hàng bạn nhé, và giảm vào thì bạn bấm Enter nhé. Sau khi bấm Enter thì sẽ hiện ra thông tin quét bên phải là lịch sử quét, và có thể bạn có thể cài đặt quét một lần hoặc hai lần. Bây giờ mình chọn cài đặt này, rồi là mình có thể là chọn một lần hoặc hai lần. Hai lần là thế nào? Tức là một lần quét có nghĩa là quét một lần có thể thực hiện giao hàng, và hai lần quét có nghĩa là cần quét hai lần. Và quét lần đầu sẽ hiển thị thông tin đơn hàng, quét lần hai sẽ thực hiện giao hàng nhé. Bấm lưu, sau khi cài đặt xong bấm lưu nhé.
ra bạn có thể là cài đặt, bấm vào cài đặt nhé. Rồi cài đặt đơn hàng, cài đặt khác. Và ở đây đối với sàn Shopee hoặc những sàn khác thì bạn có thể là bật nút công cụ tự động, tức là đơn hàng đã được chuẩn bị hàng trên bestseller và sau khi quét sẽ tự động chuyển đến đang giao hàng và sẽ khấu trừ tồn kho bạn nhé. Còn đối với đơn hàng Lazada thì bạn có thể vào cài đặt Lazada ATS để mà chọn cài đặt chuyển sang trạng thái đơn hàng thanh sẵn sàng giao khi chuẩn bị hàng, hoặc là chọn chuyển trạng thái đơn hàng thanh sẵn sàng giao khi giao hàng. Sau khi mà đã quét xong thì bạn có thể là tạo biên bản bàn giao ở đây bạn nhé. In ra rồi là đưa cho shipper để ký tên. Có vấn đề gì thì bạn có thể là tìm đơn vị vận chuyển đó. Và khi mà đơn hàng đã đến mục chờ lấy hàng thì bạn không cần thao tác gì nữa và cứ đợi shipper cập nhật trạng thái đang vận chuyển thì đơn sẽ chuyển sang đang giao hàng nhé. Vì vậy, những đơn hàng ở mục chờ lấy hàng là những đơn hàng chưa giao cho shipper hoặc là những đơn hàng chưa hiển thị thông tin vận chuyển. Và nếu mà đơn hàng ở mãi trạng thái này thì chắc chắn là đơn hàng bất thường và bạn cần check kỹ xem nhé. Khi đơn hàng có thông tin vận chuyển thì sẽ chuyển đến, tự động chuyển đến đang giao hàng. Và nếu mà đơn hàng ở mục giao hàng thất bại thì có thể đơn hàng ở mục chờ lấy hàng đã bị hủy. Và nếu mà shipper quẹt phiếu giao hàng thành công thì đơn hàng sẽ vào mục giao hàng thành công. Tất cả các đơn hàng đã giao hàng thành công, vận chuyển đã nhận hàng và quẹt hoặc là giao hàng thành công cho khách hàng đều là đơn hàng đang giao hàng bạn nhé. Đơn hàng tạm giữ là những đơn hàng mà bao gồm tất cả các đơn hàng đã tạm giữ thủ công, đơn hàng ở trạng thái chờ xử lý hoặc là chờ in. Nếu mà bạn chưa muốn xử lý có thể bấm tạm giữ và bạn cũng có thể tạm giữ xong, bấm chi tiết để chỉnh sửa thông tin đơn hàng. Đơn hàng nếu mà nằm trong ba danh sách như là chờ xử lý, bad fail hoặc là tạm giữ thì bạn có thể chỉnh sửa được là tặng kèm sản phẩm. Ví dụ là bạn vào đây nhé. Rồi lại là chọn SKU. Như thế này các bạn. Chọn thế này. Bạn bấm đồng ý. Rồi là có thể xóa. Sau đó bấm đồng ý. Đấy, biểu tượng này là hàng tặng kèm bạn nhé. Đơn hàng mà nằm ở trong trạng thái tạm giữ thì bạn có thể là đang cần số lượng tồn kho và bạn tạm giữ đơn hàng này để mà đơn này nhả tồn kho ra cho đơn hàng khác dùng, hoặc là bạn có thể tạm giữ để mà chỉnh sửa phương thức vận chuyển nhé. Khi các bạn đã hoàn thành các bước xử lý đơn hàng trên bestseller rồi thì bạn có thể tiến hành theo dõi vận chuyển nhé. Bấm vào theo dõi vận chuyển ở đây, bạn có thể là thấy được trạng thái mới nhất của các đơn hàng của sàn Shopee, Lazada và TikTok nhé. Có đơn hàng trả lại thì bạn cũng có thể xử lý trên bestseller bằng cách là chọn quản lý trả hàng như theo dõi vận chuyển là hỗ trợ Shopee, Lazada và TikTok bạn nhé. Và đơn hàng sau khi gửi nếu bị trả về thông thường sẽ có hai tình huống là giao hàng thất bại, tức là người mua không ký nhận và trả hàng hoàn tiền, tức là người mua đã ký nhận. Và tính năng này sẽ giúp cho shop kiểm soát kiện hàng bị lạc, ví dụ như là tình trạng shipper đã cập nhật trạng thái kiện hàng trả về thành công, như vậy đơn hàng sẽ nằm trong mục đã trả lại chưa quét. Trên đây tôi đã sơ lược giới thiệu cho các bạn quy trình xử lý đơn hàng đa sàn trên bestseller. Với quy trình xử lý đơn hàng đa sàn trên bestseller, bạn sẽ tiết kiệm được càng nhiều thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.